vâng, điện tử Cao Phong xin chào các bác và toàn thể anh em đam mê âm thanh và yêu thích ca hát. Trong video hôm nay, điện tử Cao Phong test những chiếc máy nâng tiếng hát Idol Audio EP200S hàng xịn của công ty Idol để gửi đến các bác và toàn thể anh em đã đặt hàng tại trung tâm điện tử Cao Phong. Vâng, những chiếc máy nâng tiếng hát những quả tim vàng trong dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke. Để các bác nghe nhạc hay, hát karaoke hay thì các bác nên ghép những chiếc máy nâng tiếng hát này vào trong cấu hình âm thanh nghe nhạc và hát karaoke để xử lý tín hiệu âm thanh và chỉnh giọng ca, nén giọng ca cho các bác. Đó là những chiếc máy nâng tiếng hát hàng xịn của công ty Idol. Vâng, Idol Audio EP200S. Mặt phay nhôm rất là đẹp, có đường chỉ màu đỏ tươi phía bên dưới là những đặc trưng để nhận biết. Vâng, không có bất cứ một con ốc nào bắt ở phía đằng trước. Tai này các bác có thể tháo ra lắp vào tùy các bác, hai cái tai hai bên này. Công tắc bật tắt nguồn, tem chống hàng giả và trên đỉnh có một cái tem nữa nhá. Các bác có thể cào ra để nhắn đến đầu số 8077. Đó, để kiểm tra hàng. Đó là những chiếc máy nâng tiếng hát Idol Audio EP200 hàng xịn của công ty Idol mà Cao Phong gửi đến các bác và toàn thể anh em. Đó là cái mặt tiền rất là đẹp. Hai kênh chỉnh phun, đánh phun, mỗi kênh 4 volume chiết áp, tăng giảm tiếng bass, nén giọng ca, chọn giai điệu nhạc, tăng giảm tiếng chép. Và bên này cũng như vậy. Đây là kênh chỉnh sub để có cắt tần số sub và volume to nhỏ sub. Đây là các nút cắt tần số. Đây nút cho qua, đây em nhả ra này. Các bác thấy chưa? Nhạc tụt rất sâu, tiếng nhạc rất là tối. Đó. Quả tim vàng trong dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke không bao giờ sai. Còn tiến vào cái nội thất bên trong các bác thấy chưa? Hàng đẹp ngỡ ngàng luôn. Toàn bộ linh kiện rất là xịn sò. Từ trước đến giờ, máy móc bên vỉ của hàng xịn công ty Idol là bao giờ cũng giữ màu xanh đậm nước biển như này. Màu xanh đậm nước biển như này. Và có dập chìm logo Idol đây. Các bạn nhìn này, dập chìm logo Idol Audio ở bên vỉ mạch này. Và toàn bộ con IC này là IC lớn và IC đóng chân. Và có bo chống sốc điện, khi các bác bật tắt loa là nó không gây ra tiếng nổ ra loa. Đấy, đây là cái bo chống sốc điện rất là lý tưởng. Và đặc biệt công ty Idol đã nâng cấp cho các bác nguồn VF này là nguồn VF tăng phô, nên độ bền nguồn này rất là bền và điện áp rất là chuẩn, ổn định. Tụ lọc các bạn nhìn, những con tụ lọc rất là đẹp. Con IC, con tụ lọc và những con trở sứ rất là đẹp, xịn sò, hàng nhập khẩu của công ty Idol. Tất cả linh kiện nhập khẩu hết. Đó, máy móc rất là zin, bao zin xịn cho các bác, hàng công ty. Đó, bao zin cho các bác nha, bao xịn cho các bác, hàng công ty. Nên các bác yên tâm sở hữu những chiếc máy này thì các bác yên tâm, quá yên tâm. Đây các bác nhìn thấy mã vạch nhá, mã vạch rất là rõ nét này. Đấy. Đó, mã vạch đầy đủ, mã vạch rõ nét. Đây phía sau có nhận biết, ở phía đằng sau nữa là bác có thể nhận biết thêm được hàng xịn. Chân cắm điện nguồn, cảnh báo điện Idol, cái tem Idol EP200S này bao giờ hàng xịn, nó dài gần đẫy khung này. Đấy, Make in Việt Nam, công ty Idol, hàng của công ty các bác nhá. Ba đường kết nối thì có hai đường kết nối full ra loa full và một đường kết nối ra loa sub. Đấy, vừa hỗ trợ tất cả, vừa jack AV và vừa jack Canon hết, nên là rất là tiện cho các bác sử dụng. Đó là phía đằng sau. Đấy, mặt tiền của nó cực kỳ đẹp, mặt phay nhôm các bác nhá, mặt phay nhôm. Đấy, các cái đèn báo tín hiệu khi các bác bật công suất lên nó sẽ nháy sáng rất là đẹp. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu về những chiếc máy nâng tiếng hát Idol Audio EP200S, các bác liên hệ điện tử Cao Phong, số điện thoại 07722600096, em giao hàng toàn quốc. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Nhích volume để các bác thẩm âm nhé. Đó, tiếng cực kỳ hay. Nhả ra này, không qua này. Đó, nhấn vào này.